Thì để làm các cái bài tập chương 4 thì em cần nắm lại các cái định lý về cái phân phối mẫu. Đặc biệt là cái định lý về phân phối mẫu của trung bình. Nó gồm còn 4 cái định lý. Định lý thứ nhất là gì? Nếu mà biến ngẫu nhiên x nó có kỳ vọng là mi và phương sai là sigma bình. Thì ở đây x1, x2 đến x nào là mẫu đặc trưng x. Thì khi đó cái kỳ vọng của cái x bình phương của cái x ngang đó, tức là kỳ vọng của cái trung bình mẫu đó. Thì cái chỗ này mình gọi là trung bình mẫu. X ngang gọi là trung bình mẫu. Thì hôm trước là khi mình học cái buổi thứ sáu thì mình có nói rồi, x ngang. Thì cái công thức của x ngang này nó là cái gì? X ngang thì nó bằng là 1 phần n nhân cho tổng các cái x y, đúng không? Y chạy từ 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 1 đến n. X ngang là này. Thì cái định lý thứ nhất là phát biểu là nếu mà x nó có kỳ vọng là mi nè. Và phương sai là sigma bình thì cái kỳ vọng của x ngang nó bằng mi luôn. Và cái phương sai của x ngang nó bằng sigma bình chia n. Đó. Và cái định lý tiếp theo là nếu như x mà nó có phân phối chuẩn thì cái x ngang này cũng có phân phối chuẩn. Đặc biệt là kỳ vọng của x ngang cũng là mi nè ha. Phương sai của x ngang là bằng sigma bình phương chia n. Và khi mà mình chuẩn hóa cái x ngang này nên mình đặt là biến ngẫu nhiên z đó. Z là chuẩn hóa của x ngang. Đúng không? Tức là mình lấy cái x ngang trừ cho kỳ vọng của nó và chia cho độ lệch chuẩn. Lúc này cái độ lệch chuẩn của x ngang đó là nó sẽ bằng là sigma chia căn n, đúng không? Chia nhân nghịch đảo luôn. Thì cái z này nó sẽ là x ngang trừ mi chia sigma nhân tất cả nhân cho căn n. Cái này nó sẽ có luật phân phối chuẩn 01. Gọi là phân phối chuẩn tắc. Thì cái em lưu ý là cái x này nếu mà nó có phân phối chuẩn thì nó mới có điều này. Còn nếu mà x nó không có được phân phối chuẩn thì bắt buộc phải có mẫu lớn, tức là mình sẽ sử dụng cái định lý giới hạn trung tâm, tức là trường hợp mẫu lớn. Tức là nếu mà biến ngẫu nhiên x mà nó có kỳ vọng mi và phương sai sigma bình thì mình cũng đặt z là chuẩn hóa của x ngang. Z là chuẩn hóa của x ngang. Thì với mẫu lớn thì cái z này nó sẽ có phân phối chuẩn 01. Đó là nội dung của định lý giới hạn trung tâm. Thực tế khi mà mình áp dụng cái trường hợp này đó là khi n lớn hơn 30 thì mình sẽ áp dụng cái định lý này. Một cái định lý nữa là cái định lý giới hạn trung tâm mà vận dụng cho cái phân phối Bernoulli đó. Phân phối Bernoulli. Thì nếu x là có phân phối Bernoulli thì các cái đặc trưng mẫu của nó đó, chẳng hạn như là cái x ngang thì mình gọi là b ngang, mình gọi là tỷ lệ mẫu, và cái thằng này gọi là giá trị tỷ lệ mẫu. Thì khi mà mình chuẩn hóa cái b ngang đi thì mình sẽ được cái biến ngẫu nhiên z này nó có luật phân phối chuẩn tắc, mình gọi là có phân phối tiệm cận chuẩn khi kích thước mẫu khá lớn. Tức là khi mà n khá lớn thì mình có thể xem cái biến ngẫu nhiên z này có phân phối chuẩn tắc. À. Thì cái này nó cũng chính là cái nội dung mà mình công thức tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn. Thì khi mà tất cả các x y này nè, các x y mà nó có đều có phân phối Bernoulli hết, thì tổng của cái n x y này nó sẽ có phân phối nhị thức với tham số nb. Đúng không? Và lúc này đó là khi mà mình đặt x bằng cái này là n x ngang, n x ngang bằng cái này. Nó sẽ có phân phối nhị thức với tham số nb. Và như vậy thì nếu mà mình chuẩn hóa cái n x ngang này đi, tức là z bằng là n x ngang, thì lúc này cái biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức mình học ở chương 3 đó, cái kỳ vọng nó là NB, đúng không? Và cái phương sai của nó là căn bậc 2 của N nhân nhân B nhân Q. Thì cái này đó nó chính bằng bằng B ngang. Lúc này X ngang nó chính là B ngang. B ngang trừ B.
chia căn bậc 2 của BQ. K nào. Nó đảo lại là đúng là ngay cái thằng này. Nó sẽ có phân phối chuẩn 0,1. Là cái kiến thức này là mình đã học ở chương 3. Chương 3 chỗ là tính gần đúng phân phối nhị thức bằng phân phối chuẩn. Vậy thì chủ yếu là các định lý về phân phối của trung bình mẫu ha. Còn cái định lý phân phối của phương sai mẫu thì thường cái này là mình sẽ vận dụng vào chương 5. Các em lưu ý thêm cái chỗ đó. Về cái phần thứ hai. Phần thứ nhất là em phải nhớ cái định lý phân phối của trung bình mẫu. Phần thứ hai là nhớ cái cách trình bày dữ liệu thu thập. Và đặc biệt đó là cái bảng tần số. Cái bảng tần số như thế này. Ví dụ như trong cái dữ liệu mình thu thập được là nó có k giá trị khác nhau. Thì mình thống kê là coi là cái k giá trị từ x1 đến xk đúng không? Sắp xếp từ thứ tự từ bé đến lớn. Cái giá trị nó theo thứ tự từ bé đến lớn. Thì ở đây giả sử mình có n1 giá trị x1. n2 giá trị x2. Nhân dân. Cái này là nk giá trị xk. Thì mình xếp lên cái bảng như thế này. Thì cái bảng này gọi là bảng tần số. Cái này thầy nhắc lại thôi, từng rồi mình học rồi ha. Thì sau khi có bảng tần số rồi đó là mình sẽ lấy cái tần số và chia cho cái kích thước mẫu thì mình sẽ được cái tần suất. Thì mình sẽ được cái bảng tần suất như thế này. Cái này nó giống như bảng phân phối xác suất mình đã học ở chương 2. Rồi tần suất tích lũy, bảng tần suất tích lũy thì trong cái bảng tần suất tích lũy này đó thì em nhớ cho thầy là ở trên cái bảng tần suất đó là tại cái giá trị xi đó mình lấy tất cả tần suất nó mình cộng lại từ cái điểm tần suất nó mình cộng về phía trước không, tức là cộng dồn cái tần suất lại đó, thì mình sẽ được tần suất tích lũy ở cái phần này, tần suất tích lũy ha. Thì cái tần suất tích lũy này thì nó còn gọi là cái phân phối thực nghiệm hay là phân phối mẫu. Phân phối mẫu hay là phân phối thực nghiệm, nó giống như bản cái hàm phân phối xác suất tích lũy của biến ngẫu nhiên. Vậy chỗ sắp xếp này đó thì mình sẽ xem thêm cái dữ liệu phân lớp. Về cái số lớp ghép hay độ dài mỗi lớp này thì nó có giá trị tham khảo thôi. Bởi vì có những cái trường hợp là khi mà phân lớp đó thì cái độ dài của mỗi lớp mà không nhất thiết phải bằng nhau. Thì ở đây là mình khi mà mình phân lớp thì chỗ này liền nghĩ là cách phân lớp theo nó bằng nhau. Tuy nhiên là có những trường hợp là không nhất thiết phải bằng nhau ha. Độ dài mỗi lớp không nhất thiết phải bằng nhau. Thì cái này mình có thể tham khảo thêm. Đặc biệt là trong cái dữ liệu phân lớp thì mình phải tính cái giá trị đại diện của mỗi lớp theo công thức này. Công thức là lấy hai cái đầu múc nó cộng là chia hai tính giá trị đại diện của mỗi lớp. Thì hình thức của bảng dữ liệu phân lớp như thế này. Ví dụ như chỗ này tính giá trị x1 nè, x1 phẩy nè. Thì đây em có x1 phẩy nó sẽ bằng là lấy x1 và cộng x2 chia 2. Thì cái x1 này đó nó gọi là cận dưới, x2 là cận trên của lớp đầu tiên. Cận dưới hay là gọi là điểm giới hạn dưới, điểm giới hạn trên. X2 này gọi là điểm giới hạn trên nè, của cái lớp này nè. Điểm giới hạn trên này, điểm giới hạn dưới nè. Lấy hai điểm đó cộng lại chia 2 ra được cái giá trị đại diện dưới đây. Thế cái trường hợp mà lớp cuối cùng mà nó không có điểm giới hạn trên, cái này nó chỉ có điểm giới hạn dưới thôi nè. Đó thì mình phải tính làm sao? Vậy thì ở đây em lưu ý là cái xk phẩy nè. Thì em sẽ lấy xk là điểm này luôn. Thấy chưa? Rồi. Mình mới cộng thêm cái thằng xk cộng xk trừ 1 chia 2. Tức là lấy cái đầu múc này nè. Chỗ này em trừ ở bên đây. Lấy cái thằng này trừ này. Được cái h. Em cộng vô cái xk này em sẽ được cái giá trị xk phẩy này.
Còn cái trường hợp mà cái lớp đầu tiên mà nó không có cái cận dưới, không không có điểm giới hạn dưới, thì cái chỗ này á, là em sẽ tính x một phẩy như thế nào. X một phẩy này, x một này á, là em sẽ lấy là x một em mới trừ ra đi là cho cái này là x một mới đúng rồi. Chỗ này là x một rồi nha, x một x hai, x hai chỗ này là số 2 ha, thì mình sẽ lấy là x hai trừ x một thì chia hai. Đây, mình trừ từ cái điểm đầu tiên như thế. Chỗ này là phải sửa lại mới được. Chỗ này là nó là x1. X1. X2. Nhìn đây cũng vậy. Này là từ x1 đến x2. Rồi tới cái lớp này là x2, x3 thấy không? Thì đối với cái lớp đầu tiên này đó thì mình sẽ lấy x1 trừ cho phân nửa cái độ dài của cái lớp thứ hai, tính giá trị đại diện đó. Đó là điều thứ hai thì lưu ý nghe. Thì nhắc lại là điều thứ nhất là các em phải nhớ về các cái định lý giới hạn của cái định lý về phân phối của trung bình mẫu. Thứ hai nữa là cái trình bày dữ liệu theo cái bảng tần số tần suất và bằng bảng lớp ghép. Đó, về phần thứ ba để làm cái phần này đó là cách bấm máy tính để tính các cái giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu ha. Thì cái cách bấm nó thì hôm trước là thầy có hướng dẫn một lần rồi, hôm nay thì khi mình thực hành giải các cái bài tập đó là thầy sẽ trình bày lại, hướng dẫn lại từng trường hợp cho các em. Thì bây giờ đó là chúng ta đi vào giải các cái bài tập của chương 4. Đây là cái câu 1 của bài tập chương 4. Có thể nhờ một bạn đọc cái đề của câu 1 này giùm thầy. Bạn Lâm Thị Kiều Oanh đi, đọc đề này. Câu 1. Để nghiên cứu về số con ngựa con trong một gia đình ở địa phương A, người ta điều tra số con của mỗi gia đình trong 30 gia đình được chọn ngẫu nhiên ở địa phương A. Kết quả được ghi lại như sau. Câu A, hãy lập bảng phân phối tần số và tần suất tích lũy cho dữ liệu trên mẫu. Câu B là trên mẫu vừa nêu, tính số con trong một gia đình trung bình và độ lệch chuẩn của số con trong một gia đình. Rồi thầy cảm ơn em. Thì ở trong cái bài này nó có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là tính lập bảng phân phối tần suất tích lũy ha. Nó không yêu cầu tần suất mà tính tần suất tích lũy thôi. Thì đây là bảng dữ liệu thô nè, dữ liệu thô nó cho nè, gồm 30 số liệu phải không? 30 số liệu về số con trong một gia đình của 30 gia đình mà thu thập, người ta thu thập được không? Thì gia đình thứ nhất là không có con nè, số 0 nghĩa là không có con đó. Số 2 có nghĩa là có hai người con. Không, số 5 là 5 người con. Như vậy thì từ cái bảng này mình sẽ thống kê là coi nó có bao nhiêu cái giá trị khác nhau. Ở đây mình thấy có số 0 này, có số 1 nè, đúng không? Rồi 2 có luôn rồi. Số 2 có rồi. Số 3 cũng có, 4 cũng có, 5 cũng có luôn. 6 có, 6 có rồi. 7, 7 có 7. Không có tới 8 nữa không? 7 không? Thế thì mình sẽ đếm coi có bao nhiêu số 0. Trong cái bảng này mình đếm nha. Cái dòng thứ nhất là có một số 0 nè. Cái dòng thứ hai cũng có một số 0. Vậy thì tổng cộng là nó có 3 số 0. Số 3, số 0.
Vậy thì tần số của 0 là bằng 3 nha. Bây giờ tần số của 1. Mình đếm coi số 1 có mấy số 1. 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Vậy là 1 là có tần số là 6 ha. Đó. Rồi 2. 2 thì cái dòng đầu là có 1 số 2 thôi. 2, 3, 4 nè, 5 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi số 2 cũng có 6 ha. Rồi tương tự mình đếm coi có bao nhiêu số 3 nha. Đây là dòng đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 số 3. Thì cái thầy khi mà cái em có nhiều cái số liệu mà em thu thập được đó thì không phải mình đếm như thế này đâu, mình cứ để vô cái phần mềm Excel ấy cho nó đếm ra cho mình, đếm gì đó dễ sai. Rồi về số 4 thì em thấy ở đây có mấy số 4? Mấy số 4 em? 3. Dòng đầu là có 2 nè. 4. À, có 4 số, phải không? 4 số 4. Tương tự như vậy thì mình đếm coi bao nhiêu số 5. 1 số 5. 2. Có 3 số 5. À, 3 số 5. Và 6, 7 thì mỗi cái nó có một số. Đó, thì mình đã lập được cái bảng tần số. Sau khi em lập được cái bảng tần số thì để tính tần số tích lũy đó. Ở đây nó kêu tính tần số tích lũy. Không? Rồi mình tính tần số rồi chứ. Tần suất tích lũy, tần suất tích lũy. Tần suất tích lũy thì mình tính tần suất đi. Cái này là tổng cái kích thước nó là 30. 30 cho nên là ở đây mình sẽ lấy từng cái giá trị này mình chia cho 30. Thì nó sẽ ra được cái tần suất mà. Chia được cái tần suất. Bây giờ tần suất tích lũy á thì cái chỗ này mình ghi lại. Chỗ này ghi lại. Còn ở đây là mình sẽ cộng hai cái mức này lại. Từ cái mức số 0 xuống mức số 1. Mình cộng lại. À, là tần suất tích lũy. Là 0,1 cộng với 0,2 ra 0,3. À, cộng tới đây nó là 0,5. Rồi tới mức 6 là 0,7. 0,7 mà cộng thêm 0,133 nữa. Thì chỗ này nó ra nhiêu? 0,833. Rồi 0,933. Không phải 933 đó. Rồi còn sau đó nó cộng thêm này nó là 0,967, tại vì cái này nó có làm tròn á, cộng rồi cuối cùng nó là ra 1. Vậy thì mình chủ yếu là cái dòng ở dưới nè, dòng cuối cùng yêu cầu tính tần suất tích lũy là cái dòng cuối cùng. Rồi sau khi mà mình là lập được cái bảng này rồi đó thì ở đây mình phải gọi tên biến ngẫu nhiên ha. Rồi ít là biến ngẫu nhiên chỉ số con cho một gia đình, thì bảng phân bố tần số và tần suất tích lũy cho cái dữ liệu thu thập được như thế này. Đó là mình xong câu A. Thế là còn câu B. Câu B là tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu ha. Tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu thì hôm trước là thầy hướng dẫn em bằng cái máy tính 580 ha. 580. Thì nhắc lại để tính mấy cái số này đó. Ở nghe nè Ngọc. Group học phần chị vậy là làm cái đề nghị rút mấy cái học phần thực tập ra.
Vậy hả? Có hạn chót không? Rồi, cảm ơn em. Rồi bây giờ để tính cái ở câu B này các em, để tính cái này là mình tính trung bình mẫu các em, tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu ha. Thì từ cái máy này nè, mình chọn cái chế độ thống kê của nó. Thống kê một biến ha. Thống kê một biến là em bấm bấm menu 61. Menu 61 ha. Thì lưu ý là khi mà em bấm menu 61 rồi thì cái máy của mình đầu tiên đó là nó không có cột tần tần số này đâu em, không có tần số, mình phải 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 lôi cái cột tần số này ra bằng cách là bấm shift menu nè, tức là setup á, setup cái cài đặt á, mũi tên xuống số 3 số 1 á, còn số 2 là tắt cột tần số nè. Khi mà máy mình mới mua về mình bấm menu 61, nếu mà bấm menu 61 thì nó chỉ có hiện có một cột rồi thôi. Bây giờ mình muốn lo cái cột tần số là bấm shift 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 menu này, mũi tên xuống số 3 số 1 hiểu chưa. Đó thì bây giờ là mình sẽ nhập vô, nhập dữ liệu vô thì cái cột đầu tiên đó là mình nhập cái giá trị của x không nè, sau đó là cái cột tần số, mình đổi cột tần số cột tần số lại. Sau khi mình nhập dữ liệu xong mình bấm AC, bấm AC. Đó. Bây giờ từ cái màn hình đó thì mình, trên cái bàn phím đó mình bấm cái phím Option, bấm mình bấm mũi tên xuống, mình chọn số 2 là biến thống kê đó. Mà ở trong mấy cái máy tính 570 nó hiện cái chữ VA đó là biến thống kê đó. Rồi, số 1 là trung bình mẫu nè. Thì ở đây là trung bình mẫu nó sẽ là 2,6667. Có nghĩa là trung bình mỗi gia đình nó có khoảng 2,6667 người con. À, thì giá trị trung bình mẫu của mình là này. À, tiếp tục là giá trị cái độ lệch chuẩn mẫu. Giá trị độ lệch chuẩn mẫu thì chỗ này em cũng bấm option nè. Mũi tên xuống. Số 2 là độ lệch chuẩn mẫu thì em bấm số 5 nha, số 5. Lệch chuẩn mẫu, mình số này là 1,8068. Nha, độ lệch chuẩn mẫu. Nên trong đáp án này nó tính được phương sai mẫu rồi nó lấy căn bậc 2. Lấy căn bậc 2 của này nó ra độ lệch chuẩn mẫu ở đây. Đấy, thì ở đây là cái kết quả của cái câu số 1. Thầy ơi. Thì có bạn hỏi thầy đó là thầy ơi lấy 570 bấm thì sao, thì 570 đó thì để bấm tính mấy cái giá trị này đó thì cái em bấm mod 31 không. Thì ban đầu á thì cái nó cũng không có cột tần số kìa, thì ẩn cái em hiện cái cột tần số ra bằng cách là em bấm shift mode nè, shift mode nè, mũi tên xuống nè, thì số 4 số 1 là nó sẽ hiện cái cột tần số ra. Bây giờ em bấm mode 31 rồi ha, hiện cột tần số rồi. Thì mình cũng nhập dữ liệu vô như như thế, là 0 nè, 1 nè, 2 nè.
Sau khi em nhập dữ liệu vô thì em cũng bấm AC. Rồi để tính giá trị trung bình mẫu thì em bấm là shift 1. Thấy cái chữ var đây, var là biến thống kê này đó. Bấm 4. Rồi số 2. Số 2 là trung bình mẫu nha. Số 2 là trung bình mẫu. Bây giờ muốn tính độ lệch chữ mẫu là bấm shift 1 4 4 4 số 4 ha, số 4. Đấy. Rồi. Ví dụ như muốn tính phương xe mẫu thì cái chỗ trung bình mẫu này mình gắn con chỏ ở đây, cái mình bấm thêm cái dấu bình phương nữa thì nó ra phương xe mẫu. Thấy không? Thế là có bạn hỏi cái máy kia như thế nào, cái máy Vinican đó thì bấm như thế nào, thì nó cũng tương tự như máy 570 ES LED thôi. Tức là chỗ này em bấm mod 31 nè. Không? Thì lúc đầu thì nó chỉ có một cái cột như thế này thôi, bây giờ mình lôi cái cột tần số ra. Bấm shift mod. Mũi tên xuống. Rồi số 4. Số 1. Rồi cứ nhập dữ liệu vô thôi. Sửa tần số rồi. Như là tôi bấm sai chỗ nào. 3 là 6, 6 có 3 số 6 rồi tới số 4, số 3, số 2, số 1. Đúng chưa? Rồi sau đó mình cũng bấm AC nè. Bây giờ là tính trung bình mẫu là shift 1 4 2. Đúng chưa? Cái này nó chưa làm tròn nè các em. Muốn làm tròn thì bấm shift mod 6 4, làm tròn 4 chữ số cho thầy ha. Đấy, thì đây là làm tròn nè. Rồi bây giờ muốn tính độ lệch chữ mẫu không? Shift 1 4. Em cũng chọn số 4 rồi kìa. Chỗ này nó không ký hiệu SX mà nó ký hiệu là X sigma N trừ 1. Em cứ chọn số 4 rồi. Đấy, thì cái quả ra giống này. Còn nếu mà tính phương sai thì mình để con chỏ này mình đóng thêm dấu bình phương vô. Đây là phương sai nè, phương sai mẫu nè. Thì đó là cái câu số 1. Vậy qua câu số 1 này các em có thắc mắc gì không ạ? Có hỏi gì không các em? Không thầy ơi. Rồi bây giờ mình sang tiếp cái bài tập số 2. Bây giờ chúng ta đọc cái đề giùm thầy coi. Còn Minh Thư đọc cái đề giùm thầy coi Thư. Thư có mặt không ạ? Bùi Thị Minh Thư. Không có. Trần Thị Cẩm Tiên. Dạ, em nghe thầy ơi. Đọc cái đề giùm thầy cho em. Dạ. Câu 2, để nghiên cứu về thâm niên công tác tính tròn năm của nhân viên ở một công ty lớn, người ta khảo sát thâm niên của 100 nhân viên được chọn một ngẫu nhiên trong công ty, kết quả như sau. Thâm niên 5 đến 7 năm, số nhân viên là 8, thâm niên 8 đến 10 năm, số nhân viên là 21.
thâm niên từ 11 đến 13 năm là số nhân viên là 36, thâm niên 14 đến 16 năm số nhân viên là 25, thâm niên từ 17 đến 19 số nhân viên là 10. Câu A, hãy tính giá trị trung bình mẫu và giá trị độ lệch chuẩn. Câu B, giả sử thâm niên công tác của nhân viên của công ty trên là biến ngẫu nhiên ít, có kỳ vọng là 12 năm và độ lệch chuẩn là 3 năm. Nếu lấy mẫu cỡ 100 tính xác suất để trung bình mẫu nhận có giá trị lớn hơn 12,5 năm. Rồi, cảm ơn em. Thì ở đây đó là ở câu A đó là mình cũng tính giá trị trung bình mẫu và cái độ lệch chuẩn mẫu ha. Nhưng mà thầy lưu ý ở đây là cái dữ liệu theo kiểu phân lớp. Rồi đối với biến ngẫu nhiên mà rời rạc á thì hai cái điểm giới hạn trên của lớp trước, tức là cái điểm số 7 này nè các em. Cái điểm giới hạn trên của cái lớp trước nè, nó không trùng với cái điểm giới hạn dưới của lớp sau. Đối với biến ngẫu nhiên rời rạc á là em để ý như thế. Còn đối với biến ngẫu nhiên liên tục á thì hai cái điểm này nó phải trùng nhau nè. Hai cái điểm này nó trùng nhau, hai cái số này nó trùng nhau là nó biến ngẫu nhiên liên tục. Còn đối với biến ngẫu nhiên rời rạc đó là hai cái số này là nó sẽ không trùng nhau. À. Thì em lưu ý là bây giờ đó là mình sẽ tính giá trị đại diện cho từng cái lớp này. Đó, mình mà để mình bấm máy tính ha. Em bấm máy tính thì ở đây đó thì để tính giá trị đại diện cho từng lớp đó là thường là mình sẽ lấy hai cái điểm giới hạn dưới giới hạn trên này mình cộng lại mình chia đôi. Vậy thì chỗ này là giá trị đại diện nó là nhiêu em? 6 nè. Chỗ này là nhiêu? 9. Chỗ này là từ 11 đến 13 là mình lấy 12. Lấy cái giá trị chính giữa của nó. 14 đến 16 thì mình lấy 15. Rồi chỗ này mình lấy 18. Đó. Sau khi mình có cái giá trị đại diện rồi đó là mình sẽ bấm máy tính. Thì cũng như lúc nãy thì mình máy nào thì mình bấm theo máy đó thôi. Máy này thì mình bấm mod 61. Đó, và bây giờ mình nhập vô. Nhập dữ liệu vô. 6 9 12 15 18 rồi là 8 21 36 25 10. Sau khi mà mình nhập dữ liệu xong rồi mình bấm AC. Thấy chưa? Rồi đầu mình mới bấm là cái gì, tiếp tục là cái gì ta? Quên rồi. Option đúng không? Option gọi gì nữa? Mũi tên xuống đúng không? Gọi gì nữa? Rồi số 2 là biến thống kê. Trung bình mẫu là cái bấm số mấy? Số 1. Rồi. Trung bình mẫu tức là tính giá trị trung bình mẫu nè. Rồi giá trị độ lệch chuẩn mẫu. Option. Mũi tên xuống. Số 2. Số 5. Đúng chưa em? Đấy, là hai giá trị đó. Thì đối với bài này thì đầu tiên là mình gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ cho thâm niên công tác ha. Thì mình sẽ tính được cái trung bình mẫu nè và cái độ lệch chuẩn mẫu nè. Đó, ở đây mình xong câu A. Được chưa? Các em theo kịp không ạ? À? Theo kịp không các em? Theo kịp. Rồi, thì cảm ơn. Rồi, bây giờ mình sẽ sang câu B. Là cái thâm niên công tác với nhân viên này là biến ngẫu nhiên ít, nó có kỳ vọng là 12. Kỳ vọng đó là mình ký hiệu ở đây đó là mình ký hiệu đó là mi đó. Tức là chỗ này là mi nó bằng 12 nè. Và
cái độ lệch chuẩn là cái sigma, sigma nó bằng 3. Được chưa? Và ở đây mình lấy cái cỡ mẫu n bằng 100 nè. Thấy không? Bây giờ tính tính xác suất, yêu cầu là tính xác suất để cái trung bình mẫu này nè. Nó nhận giá trị lớn hơn 12,5. Thấy không? Đấy. Thì ở câu B này là nó có mấy cái giá trị nó cho nè, mi nè, sigma nè, n nè, tính xác suất để cái B, cái x ngang này lớn hơn 12,5. Thì ở đây đó là mình sử dụng cái định lý phân phối của trung bình mẫu ra. Thì mình coi kỹ cái đề nè. Biến ngẫu nhiên có kỳ vọng là 12 và độ lệch chuẩn là 3. Không? Thì cái này mình áp dụng cái định lý giới hạn trung tâm, định lý số 3. Không? Tức là khi mà chúng ta có cái mẫu lớn, không? Thì cái biến ngẫu nhiên Z này nè, nó sẽ có lực phân phối chuẩn 0,1. Lực phân phối chuẩn 0,1. Là khi cỡ mẫu lớn thì có thể xem Z có phân phối chuẩn 0,1. Và bây giờ đó là mình đang tính cái xác suất để cái x ngang này nè nó lớn hơn 12,5. Đó, mà cái x ngang này đó mình đi chuẩn hóa nó đi thì nó được biến ngẫu nhiên Z. Mà theo định lý giới hạn trung tâm thì Z nó có phân phối chuẩn 0,1. Mà Z có phân phối chuẩn 0,1 thì mình sẽ tính xác suất để mà Z nó lớn hơn một con số nào đó thì nó bằng là 1 trừ cho phi của số đó. Em nhớ cho thầy nè. Không, nếu mà Z nè có phân phối chuẩn 0,1, mà cái này mình học ở chương 3 đó em. Nếu mà Z có phân phối chuẩn 0,1 thì xác suất để mà Z nó lớn hơn một số alpha nào đó thì nó bằng 1 trừ phi alpha, đúng không? Mà cái hàm phi này đó là mình phải tra cái bảng số 2 nha. Hàm phi này mình tra cái bảng số 2 trong cái giáo trình của thầy Điền các em, bảng số 2 này ha. Hàm phi tức là hàm phân phối chuẩn tắc á. Rồi vậy ha. Bây giờ mình đi vào cụ thể nè. Đấy, thì theo đề bài á, thì chúng ta có cái định lý giới hạn trung tâm thì chúng ta có cái thằng Z này nó tuân theo lực phân phối chuẩn 0,1 à. Thì cỡ mẫu này là 100 rồi, lớn hơn 30 rồi. Đó, cho nên là cái xác suất để trung bình mẫu mà nhận giá trị lớn hơn 12,5. Không? Z x này lớn hơn 12,5 thì nó tương đương cái Z nó lớn hơn cái số này. Tại sao như vậy? Thì mình giải thích nè. Thì các cái bây giờ mình đang có cái x ngang. Không, x ngang mình muốn cho nó lớn hơn 12,5. Bây giờ mình đem cái x ngang này đó là mình đem trừ cho mi. X ngang là trừ cho mi. Để chia cho sigma lại. Nhân cái n thì cái này nó sẽ lớn hơn 12,5 trừ mi chia sigma nhân căn n, đúng không? Đấy. Thì hai cái biến cố, cái này là biến cố, hai biến cố này nó tương đương hay gọi là bằng nhau, và hai cái biến cố này nó bằng nhau thì cái xác suất nó bằng nhau, cho nên xác suất của cái x ngang là lớn hơn 12,5 nó bằng xác suất của cái z là lớn hơn 12,5 trừ mi chia sigma nhân căn n, thì cái thằng này nó chính là z này các em. Thằng này nó chính là Z nè. Thấy không? Đấy, Z, nguyên cái thằng này là mình đặt là Z nè. Đấy. Thì nó chính là xác suất để Z nó lớn hơn số này. Nhưng mà Z là mình có phân phối chuẩn 0,1. Cho nên là xác suất để mà Z nó lớn hơn cái số này. Cái số này nó đóng vai trò là cái alpha nè. Bên đây nó đóng vai trò alpha nè. Z nó lớn hơn alpha thì bằng 1 trừ cho phi của alpha. Đúng chưa? 1 trừ phi alpha. Mà cái số này mình tính ra được không? Số này mình tính ra được không? Bây giờ mình lấy máy tính mình bấm cái số này ra. Thì đề bài nó cho lưu ý cái mi nó cho 12 này nè. Sigma là nó cho bằng 3 nè, n nó cho bằng 100 nè. Đấy. Cho nên con số này là mình tính ra được nè. 12. Mi là 12 á. Rồi nhân cho căn n tức là căn 100. Rồi là chia lại cho sigma tức là chia lại cho 3. Đấy. Thì con số này nó ra là 1,6667, đúng không? Thì cái số ở trong cái dấu ngoặc này nó là 1,6667. Đấy.
Mà bây giờ mình muốn tính cái giá trị hàm phi này thì nó có hai cách. Thì bây giờ là nếu mà mình bấm mà mình tra bảng thì cái này nó sẽ bằng gì? 1 trừ phi của 1,67. Nếu mình tra bảng thì mình làm tròn hai chữ số thôi, không, làm tròn hai chữ số. Thì em tra bảng nè. Phi của 1,67 1,6 nè. Và cái cột số 7. Cái cột số 7 nó là cột này. Không, vậy thì cái giá trị chỗ này nó chính là phi của 1,67. Không? Phi của 1,67 thì nó bằng cái gì? 0,9525. Thì 0,9525. Vậy thì mình sẽ lấy 1. 1 trừ cho 0,9525. Thì cái đáp án của mình là 0,04. 0,0475. Nhưng mà ở này của mình là đáp án là 0,0478, là lý do là mình bấm máy tính. Thấy không? Bấm máy tính thì ở đây đó. Thì bấm chế độ thống kê một biến của em nè. Máy tính mình nó đang chế độ thống kê một biến không? Mình bấm option mũi tên xuống. Chọn số 4, số 1. Đó. Thì mình bấm 1,6667 luôn. Nhưng mà của mình là cái phi của cái số này nó trừ 1, 1 trừ cho phi của cái này thì nó ra đáp án này. Không. Còn nếu mà mình làm tròn theo kiểu để tra bảng đó là nó là 0,0475. Không. Thì ở đây thầy sẽ thừa thừa nhận kết quả tính toán của em. Nếu như em tra bảng thì thầy sẽ chấm theo kiểu tra bảng. Rồi nếu mà cái em bấm máy thì thầy sẽ chấm theo kiểu bấm máy. Thì cái này là tính theo kiểu bấm máy nè. Thấy không? Rồi tính theo kiểu tra bảng thì ở đây là nó ra kết quả là nhiêu. Nếu mà tính theo kiểu tra bảng thì kết quả này mình là nó sẽ khác đi là 0,0003. Thấy không? Là tại vì cái bảng mình nó làm tròn là có hai chỉ số mà. Cái giá trị để mà tính phi đó nó làm tròn hai chữ số à. Như nó không chính xác bằng tròn tròn bốn chữ số ha. Vậy thì bấm máy nó chính xác hơn. Thì bây giờ đó là xong câu B rồi phải không? Mình tính xong câu B rồi. Tính xác suất này lớn rồi. Rồi. Rồi chúng ta có thắc mắc gì cái câu này không ạ? À. Thì bây giờ đó là giả sử như có em hỏi rằng là thầy ơi bây giờ là tính cái máy tính 570 rồi tính hàm phi thế nào? Thì ở đây là em cũng có chế độ mod 31, chế độ mod 31, phải không? Chế độ thống kê một biến em bấm AC. Rồi sau đó là từ cái bàn phím em bấm shift 1. Shift 151. Đây là hàm phi này các em. À, lúc nãy của mình là 1,6667. Đúng chưa? Đó, rồi mình lấy 1 trừ nó, 1 trừ nó. Nên là 0,0478. 0,0478. Được chưa? 0,0478. Thì cái hàm phi mà nói với máy này bấm như thế. Và máy 570 của Vinican cũng bấm tương tự. Rồi bây giờ mình sang cái câu số 3. Rồi cái em đọc cái đề giùm thầy coi để coi bạn nào đọc. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đọc cái đề giùm thầy coi em. Dạ.
Dạ thầy, là để nghiên cứu chiều cao của thanh niên lứa tuổi từ 18 đến 20 tuổi ở thành phố Long Xuyên. Người ta đo trên một mẫu một số thanh niên được chọn ngẫu nhiên ở thành phố Long Xuyên. Kết quả như sau, đơn vị cm. Câu A, tính giá trị trung bình mẫu và giá trị độ lệch chuẩn. Câu B, theo tài liệu khảo sát trước đó, chiều cao của thanh niên lứa tuổi tuân theo luật phân phối của kỳ vọng. Mi mi chỗ này đọc là mi. Mi bằng 166 cm và độ lệch chuẩn Sigma. sigma bằng 8 cm. Hãy tính xác suất để trung bình mẫu có giá trị lớn hơn 167 cm nếu mỗi mẫu n trừ 200. N bằng 200 cỡ mẫu. Rồi các em đọc kỹ cái đề là giùm thầy ha. Thì ở đây là nó cũng kêu tính giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu, và ở đây là dữ liệu theo kiểu phân lớp đó các em, dữ liệu phân lớp, cho nên là ở đây là mình trước khi mình bấm máy tính thì em phải tính các cái giá trị đại diện. Thấy không, thì giá trị đại diện cho từng lớp mình tính như thế nào thì ở đây đó. Thì giá trị đại diện cho cái lớp này nè, mình sẽ lấy hai cái điểm giới hạn trên với giới hạn dưới cộng lại chia 2, đúng không? Thì ở đây đó là mình tính nhẩm, mà nếu mà bấm máy thì mình bấm thế này, 154 cộng 158, đúng không? Hai cái điểm giới hạn nó cộng lại chia 2 là mình sẽ ra được cái điểm chính giữa nó, đúng không? 156. Thì mình sẽ tính mấy cái điểm này trước đi. 156. Chỗ này là nhiêu em? Tính nhẩm luôn đi. Chỗ này ra nhiêu? Chỗ này là 170, 72, 70 đến 74 là lấy 172 á. 74, 78 là lấy 176. Cuối cùng là 180. Sau khi mình tính giá trị đại diện của nó ra cái bên rồi nó mình bấm máy. Đây mình sẽ bấm cũng mod 61 nè. Rồi nhập giá trị vô. À, chỗ này là 10. Khi nhập dữ liệu xong bấm AC ha. Rồi, rồi bàn phím nè. Bấm option nè. Rồi, chọn số 2. Rồi, số 1. Ok. Hai giá trị này thì mình gọi x là biến ngẫu nhiên chỉ chiều cao của thanh niên từ 18 đến 22 tuổi ở thành phố Long Xuyên. Thì từ dữ liệu mình sẽ tính được cái giá trị trung bình mẫu là cái số này. Bây giờ trung bình mẫu là 166,5455 nè. Rồi, giá trị độ lệch chuẩn mẫu là 5,8652. Đó thì xong câu A. Tiếp theo là mình giải câu B. Câu B này là mi nó cho nè. Sigma rồi n cho nè.
Cái này là mình vận dụng cái định lý về phân phối của trung bình mẫu ha, định lý về phân phối trung bình mẫu rồi, cụ thể là định lý số 2 rồi các em. Lý số 2 nè, tức là nếu mà biến ngẫu nhiên x này nó có phân phối chuẩn với kỳ vọng là mi và cái phương xa là sigma bình, thì khi đó cái x ngang này nè nó có phân phối chuẩn kỳ vọng là mi mà phương xa là sigma bình chia n, và cái thống kê z này nè nó có phân phối chuẩn 0,1. Z này là chuẩn hóa của cái x ngang đó. Đó thì mình vận dụng vô đây thì ở đây nó yêu cầu là tính xác suất để trung bình mẫu nhận giá trị lớn hơn 167 à. Thì theo định lý phân phối của trung bình mẫu thì chúng ta có cái biến ngẫu nhiên z này phân phối chuẩn 0,1, định lý số 2 ha. Đó, bây giờ mình sẽ tính xác suất để cái trung bình mẫu này xác suất để trung bình mẫu lớn hơn 167 nè, thì bạn kêu là tính xác suất trung bình mẫu lớn hơn 167. Bao nhiêu? Đó, thì mình cũng chuẩn hóa hai hai vế các em. Tức là ở đây là mình tính tính cái xác suất để mà cái x nè lớn hơn 167 ha. Thì cái này nó sẽ bằng xác suất x x ngang trừ cho mi chia sigma nhân căn n. Cái này cả hai vế thì mình đều trừ mi hết. Thì cái này nó sẽ là 167 trừ mi chia sigma nhân căn n. Đấy. Cái xác suất này nó sẽ bằng xác suất dưới đây. Nhưng mà cái thằng này á, là nó chính là z rồi. Không, cho nên là nó sẽ bằng là xác suất để mà z lớn hơn 167 trừ mi chia sigma nhân căn n. Không. Đấy. Đấy. Cho nên là cái xác suất để mà x ngang lớn hơn 167 này nó sẽ bằng xác suất z lớn hơn 167 trừ mi chia sigma nhân căn n, đúng không? N ở đây là 200 luôn đó. Đó, và mình sẽ tính cái số ở trong dấu ngoặc này. Tính cái số trong dấu ngoặc này. 167 trừ mi, mi ở đây của mình nó là 166 nha. 166. Rồi nhân cho căn n, tức là nhân cho căn bậc 2 của 200. Rồi sau đó là chia cho độ lệch chuẩn, là độ lệch chuẩn là 8 mà chia cho 8. Tức là 1,7678 không? À, nếu mà mình ra bảng thì nó mình bấm máy thì cái này nó 1 trừ cho phi của 1,7678. À. Còn nếu mình tra bảng thì mình làm tròn hai chữ số thôi. 777. Nếu mà tra bảng thì nó là phi của 1,77. 1,77 là mình tra cái dòng 1,7 nè. Với cái cột số 7 nè. Đúng không? Là 0,9616, 9616. Tức là mình sẽ lấy 1. Và nếu mà mình tra bảng thì nó sẽ ra kết quả là 0,70384. Đúng không? Nếu mình tra bảng thì cái này nó sẽ ra kết quả là bằng 1 trừ phi của 1,77 bằng 0,0384. Còn nếu mà bấm máy thì sao? Bấm máy thì kết quả nó sao? À, là mình sẽ lấy là 1 trừ phi của 1,7678 không? Mình bấm máy ra, bấm hàm phi ra. Hàm phi là chỉ ra kết quả này. Cái này là kết quả, trong đây là kết quả theo kiểu bấm máy nha. Theo kiểu bấm máy. Đấy, thì vừa giải xong cho các em thêm cái câu số 3. À. Thì chúng ta có thắc mắc gì không ạ? Có cần trao đổi không? Có hỏi gì không ạ?
theo theo kịp không các em? Theo kịp không? Thầy vừa vừa chiếu vừa giảng vậy, các em có thấy cái màn hình của thầy không? Thầy thấy màn hình không? Cái nào mình không có thấy thì mình nói liền nghe để thầy biết nha. Không thấy ý kiến gì hết nè. Trong cái khung chat này cũng không ai ý kiến. Rồi nếu không có ai ý kiến gì nữa thì qua cái câu tiếp theo. Đây là câu số 3 của bài tập chương 4, phải không? Mình đang giải bài tập chương 4. Rồi sang câu số 4. Coi mượn bạn là đọc cái đề thầy coi. Thôi thành viên ơi còn thành viên của mình ở đây có 53 bạn à, mà nhờ nhờ bạn có nhiều Dương Dương Thị Kim Hương đọc giùm thầy đi. Dương Thị Kim Hương đọc về giùm thầy đi em. Dạ em nghe. Câu 4. Giả sử độ tăng theo phần trăm lượng hàng Lương năm, lương hàng năm của mỗi công nhân viên chức trong công ty Alpha tuân theo luật phân phối chuẩn và với trung bình là 12,2%, độ lệch chuẩn là 3,6%. Một một mẫu ngẫu nhiên gồm 9 phần tử được chọn từ tổng thể ấy, tính xác suất để trung bình mẫu nhỏ hơn 10%. rồi, cảm ơn em. Thì cái bài này đó là mình cũng vận dụng cái định lý phân phối của trung bình mẫu, định lý số 2 á, không? Thì em thấy chỗ nào, chỗ này nó có cái chữ phân phối chuẩn nè, không? Chỗ này em thấy có chữ phân phối chuẩn. Để phân phối chuẩn nè, không? Phân phối chuẩn này. Với cái trung bình là 10 12,5, tức là cái chỗ này là mi nè. Chỗ này là mi bằng 10 12,2. Và cái sigma độ lệch chuẩn là bằng 3,6. Không? Cái cỡ mẫu em nào là bằng nhiêu? 9. Thì theo cái định lý về phân phối của trung bình mẫu đó, không? Thì x này nó có phân phối chuẩn mi là 12,2 nè, phương sai nó là 3,6 bình phương, không? Như vậy thì biến ngẫu nhiên z là mi trừ x ngang trừ mi chia sigma nhân căn n là nó có phân phối chuẩn 0,1. Bây giờ mình sẽ tính xác suất để mà trung bình mẫu nhỏ hơn 10, không? Xác suất để trung bình mẫu nhỏ hơn 10, tức là x ngang nhỏ hơn 10 đó, không? Thì em lưu ý là cái x ngang nè, x ngang mà nó nhỏ hơn 10 thì nó sẽ tương đương là cái gì? X ngang trừ trừ cho 12,2 chia cho 3,6 nhân căn 9. Nguyên cái này nó sẽ nhỏ hơn vậy đây. 10. Căn 9 cái này số 9. Vậy thì hai cái biến cố này nó tương đương với nhau, cho nên là cái này có nghĩa là z z nhỏ hơn con số này. Vậy hai cái biến cố này nó bằng nhau nè, xác suất nó bằng nhau, biến cố tương đương đó, tương đương hay bằng nhau ha. Vậy thì cái nhưng mà z này là tuân theo luật phân phối chuẩn, cho nên là xác suất
để mà cái Z nó nhỏ hơn cái số alpha thì bằng phi alpha. Thì bây giờ là mình bấm trực tiếp ra cũng được, hoặc là mình tính từng cái, thấy không? Ví dụ như chỗ này đó, thầy bấm trực tiếp ra nè, thì cái số này là phi nè, đúng chưa? Phi bây giờ đó là mình sẽ lấy 10 trừ cho 12,2 rồi là mới nhân cho mấy nghe, căn kính nó chính là 3 nha, rồi chia lại cho 3,6 bấm ra kết quả này. À, đây là mình bấm máy, kết quả bấm máy thì cái bài này là nó ngắn gọn tới đây thôi. Để giải thích ra thì mình sử dụng cái định lý về phân phối của trung bình mẫu và trong trường hợp cái tổng thể nó có phân phối chuẩn, tức là cái định lý số 2 này, cái lý số 2 này ha. Đó là câu số 4. Thì câu số 4 này chúng ta có theo kịp không ạ? Rồi, nếu mà không có ai thắc mắc gì cái câu số 4 này nữa thì mình sẽ sang câu tiếp theo. Là câu số 5. Đây là một bạn đọc cho thầy cái đề câu số 5. Võ Quốc Dũng. Võ Quốc Dũng còn có mặt ở đây không? Đọc giùm thầy cái đề. Thưa thầy, là để nghiên cứu tuổi thọ của một loại bóng đèn, người ta thắp thứ 100 bóng đèn trước cải tiến kỹ thuật. Sau khi cải tiến kỹ thuật, người ta thắp lại 100 bóng. Số liệu được cho trong bảng sau. Câu A, tính giá trị đại diện cho mỗi lớp ở mẫu 1 và lập bảng tần số, tần suất cho mẫu 1. Câu B, hãy so sánh giá trị trung bình và giá trị độ lệch chuẩn của hai mẫu trên. Rồi, thầy cảm ơn em. Thì cái câu thứ nhất đó là mình sẽ tính cái mẫu 1 đó, mình tính lại tính giá trị đại diện cho từng lớp. À, thì cái em lưu ý là trên cái bảng này đó là thầy đã sắp xếp lại nè. Rồi cái tần số của nó là thầy viết xuống hết rồi, thấy không? Còn cái tần suất thì em cứ việc lấy cái tần số nó chia cho 100. Tại vì là kích thước mẫu của nó là 100 rồi nè. Đó, bây giờ mình lấy cái tần số mình chia cho 100 để ra tần suất. Đúng chưa? Đây, tần suất này. Đó, bây giờ còn cái tiếp theo nữa là mình tính giá trị đại diện. Đó, bây giờ giá trị đại diện của cái lớp này á là mình lấy cạnh trên cộng cạnh dưới chia 2 phải không? Thì chỗ này ra nhiêu các em? Chỗ này ra nhiêu? À, trả lời chỗ này, cái lớp mà từ 1030 nè đến 1050, cái lớp này ra giá 1040 đúng thầy. trị 1040. À, chính xác. À, cái lớp tiếp theo sáu mươi, rồi lớp này 80. tám mươi, cái này là nhiêu em? Rồi. Rồi những cái lớp mà nó có hai cái đầu mút đó là mình cứ lấy hai cái đầu mút cộng lại chia hai, không?
Thì nhắc lại là không không phải nhất thiết là các cái lớp này nó có khoảng cách bằng nhau đâu nghe các em. Các em lưu ý cho thầy là không phải các cái lớp này khoảng cách bằng nhau đâu. Đó. Có những cái lớp nó có thể là dài hơn nhưng mà cũng có thể lớp có lớp nó ngắn hơn. Đó. Và thứ hai nữa là giá trị đại diện thì không phải là lúc nào người ta cũng lấy cái điểm chính giữa. Không? Có những cái tài liệu là nó sẽ lấy cái điểm 1/4 từ trước điểm vô hoặc là từ 1/4 từ từ sau điểm vô. Đấy. Nhưng mà ở trong tài liệu này thì mình sẽ lấy cái điểm chính giữa làm giá trị đại diện. Và thường là mình sẽ lấy cái phân lớp là bằng nhau. Tuy nhiên thì có một số ngoại lệ là phân lớp nó không bằng nhau ha. Ví dụ như chỗ này nè. Cái lớp này đó là em thấy là cái bề rộng của lớp là nó có 20 thôi. Đúng không? Bề rộng mỗi lớp là 20 nhưng mà cái lớp cuối cùng này đó thì em thấy bề rộng nó lại là 30. Đúng không? Bề rộng nó là 30. Thế là cho nên là giá trị đại diện cái đó là 1,0, 1,185 đó, 1,185. Đó bây giờ cái lớp đầu tiên lớp đầu tiên là lớp này thì giá trị đại diện nó sao? Thì nhắc lại là cái x 1 phẩy thì em sẽ lấy x 1 trừ đi phân nửa của cái bề rộng của cái lớp kế đó. Đúng không? Đó, x 1 phẩy. Như vậy thì ở đây đó x 1 của mình nó là 1,030 nè. Trừ đi cho cái gì? 1,050. Cái này là không đủ chỗ ghi vậy. Đủ chỗ ghi vậy. Để thầy xóa ghi lại mới được. Thì chỗ này nó sẽ bằng cái gì? Thì cái con số 1050 này là mình lấy cái lớp ở dưới này nè. Lớp này nè. 1050 trừ 1030 chia làm 2 ra là 10. Vậy là cái này là 1030 trừ 10 thì chỗ này nó sẽ còn là 1 1020. Đấy. Còn cái lớp cuối cùng. Lớp cuối cùng là cái lớp thứ K đó thì mình sẽ có là cái ít K phẩy. Nó sẽ bằng là ít K cộng cho x k trừ 1 chia 2. Thì lúc này là cái x k nó đóng vai trò là 1200 rồi cộng cho cái chỗ này là 1200 trừ 1170 chia 2 cái này 1200 mà trừ 1170 ra 30. 30 chia 2 là 15 thì 2000 1200 mà cộng cho 15 nữa thì nó ra 1215. Bây giờ thì có nhiều em sai lầm ở chỗ này em lấy có 1110 thôi thì cái tính kết quả ra nó sẽ sai. Đấy. Đấy. Thì bây giờ đó là mình đã làm xong cái câu A. Tính giá trị đại diện cho mỗi lớp. Ở mẫu 1, đúng không? Ở mẫu 1. Và tính tần số tần tần suất cho mẫu 1. Thế bây giờ là câu B là mình sẽ so sánh giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của hai mẫu trên. À. Đấy, bây giờ nó có giá trị đại diện rồi nè, bây giờ mình sẽ bấm mình tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn cho hai mẫu trên. Thì cái mẫu thứ nhất á mình sẽ đặt nó là ít đi. À,
ít là cái biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ của bóng trước cải tiến kỹ thuật, và y là từ là cái biến ngẫu nhiên chỉ tuổi thọ của bóng sau cải tiến kỹ thuật. Thấy không? Thì bây giờ mình sẽ nhập dữ liệu vô mình tính. Mình chữa tần số rồi. Rồi. Sau khi mình nhập dữ liệu xong bấm AC này. Bây giờ thì trung bình mẫu của cái mẫu thứ nhất trước cải tiến kỹ thuật. Và độ lệch chuẩn của nó. Trung bình nó là 1112,15 và độ lệch chuẩn của nó là 39,26. À. Ở đây là trung bình của mẫu thứ nhất là 1112,15 và độ lệch chuẩn của nó là 39,2625, đúng chưa? Và bây giờ mình sẽ tính cái mẫu thứ hai, tính mẫu thứ hai thì mình dùng máy tính này đi. Mẫu thứ hai nè, mod 31 phải không? Sau khi đó mình bấm AC rồi shift 1 4 2, 1175,5 à, 1175,5 nè. Còn cái độ lệch chuẩn của nó là shift 1 4 4 là 14,3812, đúng chưa? Vậy thì ở đây mình so sánh mình thấy là trung bình mẫu của mẫu 1 là nó bé hơn trung bình của mẫu 2. Độ lệch chuẩn của mẫu 1 thì nó lớn hơn độ lệch chuẩn của mẫu 2. Đây là kêu so sánh thì mình sẽ so sánh vậy thôi. Nhưng mà mình cũng hiểu á, là trước cải tiến kỹ thuật á, là tuổi thọ nó thấp hơn. Tuổi thọ của bóng đèn nó thấp hơn sau cải tiến kỹ thuật. Không? Còn cái độ lệch chuẩn của nó đó, độ lệch chuẩn mẫu á, là nó thể hiện cái sự phân tán của cái giá trị của biến ngẫu nhiên so với cái giá trị trung bình hoặc là kỳ vọng của nó. Mà độ lệch chuẩn càng lớn ấy, thì có nghĩa là cái tuổi thọ của bóng đèn này nó là càng không đồng đều, đúng không? Như vậy thì mình thấy là cái độ lệch chuẩn của bóng đèn mà trước cải tiến kỹ thuật là nó cao, nó 39, còn sau cải tiến kỹ thuật là nó có 14 mà. Đấy, vậy thì rõ ràng là sau cải tiến kỹ thuật thì cái về cái phần chất lượng ấy, thì nó đồng đều hơn, phải không? Nó đồng đều hơn. Rồi trước cải tiến thì cái tuổi thọ nó thấp, sau cải tiến tuổi thọ nó cao. Trước cải tiến thì là nó không đồng đều, rồi sau cải tiến, người cải tiến sau cải tiến thì cái chất lượng nó đồng đều hơn. Thì đó là cái bài câu số 5. Rồi chúng ta có thắc mắc hay trao đổi gì không? Đây là cái câu số 6 nè.
Nó có hai ý như thế. Có ai có trao đổi gì không ạ? Bữa nay đi test COVID nữa vậy. Danh nè. Đi thì cứ đi, rồi nữa mình xem lại ha. Ai ai mà không có điều kiện thì mình nữa mình xem lại. Danh đi chưa? Rồi. Vậy đi đi. Rồi ai còn học thì ngồi lại học ha. Tiếp. Bây giờ mình học cũng lâu rồi, thôi mình giải lao một tí đi, giải lao 10 phút đi. Thấy không? Bây giờ có thể là 4 giờ 15. Bây giờ mình giải lao tới 10 phút là 4 giờ 25 ha, 4 giờ 25 vô học lại.